Trong khi đó tại Hoa Kỳ, Ủy ban Ngân sách Hạ viện Hoa Kỳ đã phê duyệt dự luật viện trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la. Ủy ban Ngân sách Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ hai đã thông qua luật với 1,9 nghìn tỷ đô la cứu trợ coronavirus mới. Dự luật đã được ban hội thẩm thông qua dựa trên một cuộc bỏ phiếu chủ yếu theo đảng với kết quả là 19 trên 16 vì số người chết ở Hoa Kỳ do đại dịch coronavirus đã vượt qua mức nghiệt ngã là 500.000 nạn nhân. Hàng triệu người khác đã mất việc làm do đại dịch. Đạo luật sâu rộng nhằm kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ và thực hiện các đề xuất của Tổng thống Biden nhằm cung cấp thêm tiền cho vaccine COVID-19 và các thiết bị y tế khác. Đảng Cộng Hòa phản đối biện pháp này là quá tốn kém và nói rằng các chính sách của nó hướng nhiều hơn đến việc giữ nền kinh tế Mỹ đóng cửa hơn là tiến lên để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và kinh tế cũng như mở cửa trở lại trường học. Tổng thống Biden và các thành viên Đảng Dân chủ khác của ông muốn nhanh chóng thông qua kế hoạch để tăng tốc một vòng thanh toán trực tiếp mới cho các hộ gia đình ở Hoa Kỳ cũng như mở rộng trợ cấp thất nghiệp liên bang và hỗ trợ các chính quyền tiểu bang và địa phương. Đảng Dân chủ đang sử dụng một chiến lược thủ tục được gọi là hòa giải để thúc đẩy dự luật cho phép họ thông qua nó tại thượng viện mà không cần sự ủng hộ của đảng cộng hòa theo reuters đưa tin